Chiều ngày 10 tháng 8, Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật, Trẻ Mồ Côi, Bệnh Nhân Nghèo huyện phối hợp với Hội Nông Dân huyện tổ chức lễ bàn giao căn nhà tình thương cho gia đình khó khăn. Dự lễ bàn giao có ông Hà Quang Thịnh, Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện, ông Trần Văn Muộn, Chủ tịch Hội Bảo trợ huyện, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã, Hội Nông Dân xã, chi bộ ấp 5, các mạnh thường quân và gia đình thụ hưởng công trình. Căn nhà được trao cho hội gia đình ông Điểu Sung ngụ tại ấp 5 xã An Khương, là hội viên Hội Nông Dân xã. Căn nhà có diện tích 52m2, quy cách tường xe tô, mái lợp tôn, nền gạch men, cửa kính, tổng giá trị căn nhà 79 triệu đồng. Trong đó, Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật, Trẻ Mồ Côi, Bệnh Nhân Nghèo huyện vận động 49 triệu đồng, Hội Nông Dân huyện hỗ trợ 5 triệu đồng, gia đình đối ứng 20 triệu đồng, phần còn lại do các nhà hảo tâm tài trợ bằng vật liệu xây dựng để hoàn thiện căn nhà. Căn nhà nằm trong kế hoạch giảm nghèo của các cấp, cụ thể hóa việc thực hiện công tác an sinh xã hội đối với người dân trên địa bàn, cũng như chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn, ổn định cuộc sống.